Bạn có thể thấy đây là mô hình chim cu Pháp ấp 4 quả trứng cu ta là lỡ cả 4 con. Hai con anh chị thì đã mở mắt. Đây là bố mẹ. Thì, các bạn nuôi sinh sản thì nên nuôi theo mô hình như vậy. Cu ta chỉ quanh năm chỉ có đẻ, và cu Pháp thì quanh năm chỉ có ấp thuê và nuôi con thuê. Cơ sở của mình thì ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, xã Vân Hòa. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Các bạn có nhu cầu mua chim giống hoặc là chim sinh sản thì có thể vào các kênh Zalo đăng ký bằng số điện thoại trên, kênh Facebook là Chim Cu Gáy Hay và kênh YouTube là Chim Cu Gáy Hay. Và số tài khoản của mình là 2210 205 156 681. Các bạn có thể chuyển tiền hoặc là nhận hàng, nhận tiền. Một lần nữa, Vườn Chim xin kính chào các quý vị, các bạn quan tâm theo dõi, và chúc các bạn một ngày làm việc thành công rực rỡ. Thân ái chào tạm biệt.